Ngày nay, Mỹ Bình, Đức Huệ, Long An được xem là một trong những địa chỉ xanh của nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sạch Việt Nam thời kỳ hội nhập được nhiều người biết đến. Hành trình công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Long An tìm ra vùng đất này và cải tạo nó trở thành một vùng nông trại mới an lành, nơi thiên nhiên thuần khiết và môi trường lý tưởng. Nơi đây được mọi người yêu thương gọi là trang trại Huy Long An.